Bảo nhang khởi tương yên, tuy khi sung thì nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện cầu đệ tử bình an ni, Việt Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Nhật tăng huy, kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật nhạc dưới trên cửu long ý, phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn, đức tòa thì ngai vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ vân niên đi, đi.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Na Tăng Thiên Già Na Đức Hộ Pháp Ma Di Đà Thiên Tướng Vận Thần Thông mẫu hình dòng em cột cách
tân. 15 định giáng nhé kết nôn nhân nê xuống tị hề. Định nhật chi kỳ chất thân định. Định nhật nâng chi kỳ nghề. Sẽ là nắm giúp mẫu về thượng thiên. Mày điện tốt người mặt hoa. Mày yêu tốt tươi thùng gì tươi tốt nên biệt cười đỡ hoa. Nỗi nhang xạ nhiệt pháp giới mông ngân chư Phật này ơi tất giáo văn thì sư kê tường vân. Thân nhí ngân chư Phật hiện toàn thân nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Sơ đồ thanh gian hồi tụ. Đề nhị thánh thiên cực thịnh mời. Đề nhị thánh thiên muốn xưa tích thánh nhà trên đền đông cuồng nghiệp. Nhan sắc khác thường hình dòng nghe. Nhan sắc nghe khác thường giá danh đòi một đi hòa vượng thôn tỷ. Mùng ba tháng thìn giờ dần tức ngày mùng ba tháng thìn tuổi 21 kiếp về thiên thai. Chiêu đan hải ngạn nô nhật minh ngưng ra du thử mộng đường vô hương. Hòa nội đắp anh đường trí tâm kim thương nhất chú biến tập phương nam bồ hương vân cúng dạng địa bồ tát ma tát. Nam bồ hương vân cúng dạng địa bồ tát ma tát. Nam bồ hương vân cúng dạng địa bồ tát ma tát. Sơ đồ thanh gia hồi tu. Thanh mẫu đệ tam cung thịnh mời. Thanh mẫu đệ tam xích lần lòng nữ ngự đến ở hoài cung. Sơ kết đoan phòng chàng kính si. Sơ kết nghi đoan phòng thảo mai tiểu yết đêm đồng gieo hoa. Trên dương thế có nhà nho sĩ nhân văn thức tài nổi dấu thiên nhà. Dân kia sắc tướng hào quang minh vô đẳng bạch đơn hào yển triển ngũ tu di hám tục triệt thanh khí đại hải quang trung hóa phật. Nguyện vô số ứng hoa bồ tát chứng diệt vô biên tướng thập bát nguyện đưa chúng sinh cửu phẩm mà minh đang bị ngã. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thanh giáng hề có lệnh triệt ra đức thánh ông trần triều. Có lệnh triệt ra bách quan phải bộ cũng là chư dinh. Nó phạm lòng thành ngô minh. Nó phạm lòng thành đánh đông dẹp bắc tu hành khắp mọi nơi. Kéo quân đi đường đường chính chính nhà quân đội nào nghiêm chỉnh trước sau. Thanh gia hồi tu đời trần thì mở mang nam hải cung thịnh mời đức thánh nha ông thịnh thanh gia hồi tu hải đường vương cô đệ nhất na đất mà sương là đất trong ngoài. Sơ đoan thanh gia hồi tu
Đi nhi đại hoàng tống hương thô tên gọi đại hoàng thông minh quân chính trực ngâm vương cương đảm đam ý để việc trần phản chiếu từ chung văn sứ dâng lên tương lai văn sứ dâng lên vương cô thể nhị chép viết cho rõ ràng thế cho ai trường sinh vàng mã dâng lên kim ngân vàng mã dâng lên cô về tàu đôi chép viết dành dành thế cho vì đi giáng sinh
Kiên chi ngọc diệp danh danh thái sư nhất phẩm quyền thành ái đương bông Huệ Lan. Huệ Lan thương hát một nhà hề. Ngọc mặt hà là xanh trốn thiên thánh, cô xa vào khẩn đi vai vương côn đại ái buồn đi ân giấc chiêm bao, chiêm bao phút nấy mộng nghĩ thần hề. Chiêm bao phút nấy mộng nghĩ thần sao xa, đúng ơn vị phu nhân đi mơ mang tam giấc quê. Phòng hồ non trơn đề tình đốt hương trầm, hương trầm một đỉnh ghế dâng lên ý sơn hồn thay ra hồi tung trông ra cửa suốt tiếng thờ mờ trên thai cô bé đứng đầu trông ra hồi tung hướng đông mười đền thờ cầu hoàng bé đắp ở hướng đông ngập đền thờ vào cửa xuất đã trở về sân hồn thanh giang hồi cung bản đền dân văn thiên chúa nghi bản đền đông cung thần quán thiên chúa sáng đền để chúc đây chói đợi năm thiên mười đền thờ phóng nguyệt để vô biên phương đi.
nghỉ khắp nín bốn phương. Mà định nghỉ sinh ra công chúa thì ai đương sánh tay. Hàng chạy suốt đêm ngày dịp dừng vì xó bằng nhẹ và ngọc niềm nhịp tình sao đầu ngân đi hà ý.
kiếp trên ngang năm hòa nhiều hoa ngã. Sao cho đất nước Việt người hoa bớt mù, sáng soi đi hành thì để tình mù, soi cho đất nước bớt người hoa. Ánh đuốc tiên ca sáng lung linh trong thề. Lúc đích chân thì đẹp làm sao? Giáng đi tiên nữ đang đi về bạn đi đây em nha. Giáng đi giáng người tiên nữ hôm nay về bạn về. Người đồng hương hôm nay dáng người dáng yêu kiều xinh quá là gì? Người xinh cạnh người yêu thì người xinh cạnh cô lúc đi khác thương. Huy không đi đã thắp cây chú văn cho tiến cốt lửa dày ấm nga. Văn cho tiến cốt lửa dày bồng đọc cho năm về đây đi càng nhiều. Ban cho đồng dài nhật sáng yêu, bồng đồng cho nhiều hiền năm ngoái năm xưa. Thánh đồng còn nhan thái vững thờ, 31 ngày 14 hôm rằm, 31 hôm rằm 14. Đối
kia thiền lắm biết cay. Hãy tay hãy lập chúng lấy gì cho thanh đồng, hãy hoa lan đó về hoa hồng. Còn ông ma thức biết vào tay ai, từ đi chú ta kiếp lộc văn tài. Chân chú đi dựng nhiều điện làm tôi nay nay ơi, chú đi chọn đường này, đi chọn đường này thôi. Đời núi đỉnh núi bao xa nên là hái trăm hoa, hái hoa nên về đến đây biết bao thành đồng trừ mong ban kiên. Đẹp như trăng rằm tháng tám, như là như sao mai. Chứ bà đẹp như tố nước trên trăng hoài. Vui về đời cô ta, tìm đồng buồn tối
dám dám người thì đứng đứng hôn đánh thề bạn tình cánh nha. Chẳng trai nơ hoa xuân mới cứu nghiệp cuối trời.
xa bằng kim mương ngọc bì. Nên đất thanh ai vẽ cho yên dù nó được đi dưng đi. Anh dám nghe thầy cũng tam vị chú mường dòng văn nghe tam vị chú mường thành bài thiên chúa đệ nhất thành thiên ngực về thank you.
thì ngày nào chút mắt ra mong chim mắt nữ cơm nào chẳng hạt ơi à ơi à thì ngày nào chút mắt ra mong chim anh đi một bên đi trà tìm cho ngày xuân gái đi diễn nam thích đang cung giọng khi phụ mà thần thần đánh chúa thiên trùng ngựa ơi à à thì đã tiếp chúa trên ngàn đông cung thần quan chúa đã đàn chứng đây chúa vương chúa mắn sơn tình cùng là thiên chúa anh linh các điểm cách khi điểm cách khi đôi bước đi rừng nghe ba tiếng luôn đi thu rừng gọi nhau anh biết ai xóm tỏ trên nó một màu son sáng tôn tư dương già đi trên ngàn năm của nhiều hoa ơi à ngàn say có lắm quả yêu hoa chúng về lúc đứng đi và ra sớm chị nhiều chiếc giò mây đặng chữ lớn ơi à ơi à giờ bay đầm chí lúc tiêu chân đi hay sao qua đèo gì mà còn rau quai xà tích tên xuân chiều ca vang đêm chú cười nhìn ta rực là đêm cho chăm họ giàu sang tươi đời đêm cho chăm họ chọn đời giàu sang lộc tài chưa mấy bắt xa bốn phương hủy họp để đa tháng ngày chú ban cho tiến tốt ngựa dày bồng lộc cho lắm về đây thắng nhiều bồng lộc cho lắm về đây cha đồng tiền này nhận sang nghi bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa hãy cùng còn khi dân phụng thờ 31 người yêu dặm 30 bồng bò hôm dặm người tư thầy hãy được chú hãy dạy cho thành đồng hãy hoa lan đó về hoa hồng còn ông mà cũng biết vào đây ai thương ghế chú bà biết đồng bóng tài hai
sân lễ sắc phóng thường đặc biển đề tôi đinh tây thiên tam đạo địa đinh tây thiên tam đạo địa đinh thành mà chúa ngự cảnh thánh minh nhiệm màu nhà thơ thầy kính quỷ tô chín tư huyền hồ chưa bói anh định nhà khác thường hỏi gái nhà phố kép mà vào có chợ bốn hạ vườn đào cành kiến năm bốn mùa hoa quả rồng son chứa dựng phía sau lá trầu vươn lại tòa cao ý
ba tiếng cứ tiếng cứ dừng gọi nhau. Anh bước ai soi tỏ chỉ non một bầu son sắc tốt tươi đi dường già nên trên ngàn năm của nhiều hoa chúa người tôn vào ra sớm chiều. Quả cao tiền tài người chắc tô bầu dành nam chúa người
tâm thao cao mãi quê nhà anh tin chắc rằng Chúa bà bị tan. Đêm 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 đốt đuốc mi đi rừng,
bà tiếng vu tiếng thuốc rừng gọi nhỏ. Anh bước ai soi tỏ trên non một bầu son sắc tốt tươi rực rỡ nên trên ngàn năm mùa yêu hoa tiên chú đốt đuốc vào ra sương chiều. Anh đi trong ngọn tòa sáng sáng soi bên đầu thiên chưa đẹp làm sao. Anh đưa tiền tòa sáng lúc lích trong thiên đẹp làm sao. Giàn đi 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 hôm nay về bạn đi bay. Lừng lẫy núi độ hồi tí
vang tỏ tức thiêu nhanh nhạt hát khúc ca vang đừng thật nhận được lời chứa lại dám vị thì
hồn yên đặng màn đêm thọ xa vua xa sắp tỏ biết thề ý nghĩa chợt nghe ngang đạp giọng đinh giọng phong từ hoa kỳ đúng hoa thắng liền phép tiên thái thượng tháo quân ở vì xem bói chữ thần đời chí đạo ra tai chỉ bảo cắn gió giật thì loài tàn bạo bất ngờ ý à. Giật loài tàn bạo bất ngờ khuyên quay đầu lại tìm được tông mang tài cứu nước cứu dân nọ ý nghĩa mang tài cứu nước cứu dân chúng bà soi tỏ phong trần đón duyên khắp hàm động sơn khê chữ dạo đức vua phong nữ đạo thần linh dù thiền yên thế cứu dân đạo tình nghĩa dù thiền yên thế cứu dân gặp đi đưa khói sang gần đi nhớ ơn tiên nghĩa cảnh thì xưa đi bắc địa giáng chân và cao đúng mỹ cả vì đôi non trắng nước hương kề dân hoa mỗi son đã phấn giảm hà ý mỗi son đã phấn giảm hà áo chàng khăn tắm đai hoa kiệt và khăn ngất ngàm đứng đeo xà tích tay hoắt vàng mong ngọc kim cương ấn phù đạo pháp cương thừa nghĩa ơi à ấn phù đạo pháp kim cương khỏi chỉ điểm trần gian có phen chơi cảnh sông kinh đồng như đâu hồng thủ đi thanh thang xuôi trong nước bạc vịnh vàng lâm thiệt vượt khóc chim kêu đuổi ai thổ bắt theo hồ ý ai
bắt cho tin tơn tựa dày bồng lồng cho đắp về đây cho nhiều ban cho đầu dài nhận sát kia bồng lồng cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa anh đồng ngọt nhang thoái thục thì ba mươi bông bồn người một hôm rằm ba mươi bông bồn hôm rằm mười tư chân người đã biết tới đâu mà đường nhân y nói nhịp cầu bình hoa trước đẹp như sao bắt đầu ngân hà ý à. Chiều thành cổ một con mèo đỏ trên đường
trường nghi ngắm và em thanh ra người cùng nhạc thơm tổ chức ám tiền thành bài thiên cho bói thẹn tự động nghĩa thương là bát đi ngát suối khe nọt thiệt yêu quanh nghỉ bốn bề ý chẳng ngại ra đường không ngại nước mê hôm nay
nay dắt về đây sân lấp bò rễ cành cây bên rừng tướng trai đổ đội mũ đồ tương gái đeo vòng đồ vẫn tóc mai có phen được rất trông tài son sắc tốt tươi dương già nên mà nên trên ngàn năm hoa nhiều hoa anh đưa tiên cò sáng đứng linh trong đền trên đèn đàn sao lúc lính trong thiện đẹp làn xeo giáp sang người tình nữ hôm nay về và đến đây mời giáp người tình nữ hôm nay về và đến đây xem núi mây đình trời mây cũng định là trời lập là trời đi kia xem núi mây đình trời mây định là trời trên non cao buông bánh con cây xuân đồi chim kêu vườn hót vang khúc nhạc lời ca vang khúc nhạc lời ca đi lên ngàn đi xuống xuôi cua vang ca núi rừng ca vang dây ca núi rừng ơi 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 dây rừng ơi xuôi đôi tay tiên tia láng vĩnh cành hãy tài hãy lộc chúa hãy dành cho thanh đồng hãy hoa lan đoa về hoa hồng còn bông hoa không biết vào tay nghe ai cứ ghế chúa bà tiếp lộc ban tài Giáng sinh anh thành vẻ đầy gấm trăng dòng chúa tiên ả hằng đua sắc bước khoan thai nhẹ gót lên non dù cho nước chảy đã bò ý à. Dù cho nước chảy đá mòn thiên đông chẳng quản dù có đi báo xa chúa về đông muôn nhà kinh phục nét phong tư về thịnh tài hoa chúa tiên bình đứng thay là ý à. Tài chưa mới tăng ra bốn thứ người họp thề đã thăm này ban cho tiền tốt lụa dày bầu lộc cho lắm về đây càng nhiều ban cho đồng dài nhất sang điêm bầu lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng con kia sớm phục thọ 30 mùng 1 ngày 10 thứ ngũ dặm 30 mùng 1 hôm
giam mười tư. Quên nắng đâu nó
thai, tìm nhịp đầy khoan thai cách đi điều chứa cử động ngắn nghĩa hoa nghĩa.
bình ý tuy sao. Thừa vừa sướng băng đèo hai thuốc, để phép cầu tiên dường hồi sinh, đức dày tiên chúa hòa bình ý à. Về đền làm lễ dân nhờ, đem vật bái mười phương đồ trì, tay dân nhang niệm vật từ bi, tham bỏ tiên thánh chứng chi cho đông ý à. Làng ngày bốn dòng sơn trang, chuột tháp thịt ngày nằm trước nắng già, bằng trên bằng nước cơ nam trà thường ngồi ý à, ý à. Chào mới trên sông Đà, chiếc thuyền dòng dòng chiếc trên bên ngầm, gặp con sông Đà dạo khắp dưới hè, chiếc đắm miếng suối rút treo hè, ơi à ơi à. Xuôi xuôi ngựa thuyền về đầu tiên, khắp mọi nơi kêu cầu nề bái, ai ơi đồng xin chú đái đồng thiên, khoan họ khoan, khoan họ khoan, khoan nơi họ dù khoan. Về hai cương ngàn treo rừng quế hẹn lá rừng thúc nghinh, rừng bay mai rừng trước rừng thông nghinh, đường đi lên lướt lượn khúc sông nghệ, khoan hò khoan để khoan hò khoan, khoan khoan đó khoan, khoan khoan hò khoan là hò số phát dậy nam nữ, dốc 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 trên sườn núi, sau tiếng đèo thì đèo cam ngát, dốc 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 trên sườn núi, sau tiếng đèo người đèo đi về. Sau tiếng đèo thì đèo cá hát, rồng 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 ở bên vườn núi, sau tiếng đèo người đèo đi về. Chơi kim bôi hòa bình,
đình cứ nhạc rừng xanh mòn lối, con đường sơn thẳm tới dốc cun non cao, uốn khúc dập mờ chữ ngâm. Trên văn các quan tả văn đi võ nương ban đám đảng định trên văn ngõ đôi hà thiên vị văn mã ngàn kiếm gia định trên vị văn cơ văn sớm dâng lên tượng mai văn sớm dâng lên dâng quan đề nhất chép viên rõ ràng thế trong áo ai thường sinh phú trung quý khám linh thọ thường phí cho sức mạnh đôi đường
dòng thế nghịch động vòng lệnh để chỉ cứu thế độ muôn dân. Tuy sang xuất đạo thánh nhập thần khắp hòa Nam Bắc người khắp muôn dân đảo cầu biên chiếu đàn diên ngắm tích đọc cung dòng kịp phụ hoàng thân phận thanh đế điện trung vương ga lăng thần gian từ bi mẫn chúng sinh cùng á kim đinh để khai quang chiếu đàn diên văn sơ dâng lên thiên nơi văn sơ dâng lên quan vì tấu đôi chép biên dành dành vì cho ý đi tràn sinh khai quang dòng nhang thật kỳ diệu quang biên chiếu từ trung á tiếp tặng cung rằng kim phụng hoàng thân phận thánh đế tiên trung vương
nhát nghiêng chúng nên tòa ra nghi sợ giang sơn san sát không đúng vọng phong cảnh được viên thơ thôn hoan đang nổ xuống nước suy chảy tràn điều một thú để ta đi tốt thần thái tử đi ta phi phương đi diệt đi bảo nóng nhà đi khác thường tam chấn thủ nguy định lãnh giang nhãi dành dành về cho vì đi trang sinh chứ vũ chứ quý khang ninh thọ trường về cho dung mạnh bốn đường mùa xuân cầu lộc thu đông cầu tài quan về sao không trừ tai đồng gia tín chủ tập tài hơn các con về chắc dám điện tờ
nhang dòng một chuyện tâu đức để vượt ngoan tâu đức vượt ngoan đệ tử con dốc tiên bản văn nổ đà dừng ngực sở tích nhờ ý văn quan đi hoa thăng ngay tử đôi hà kiến binh văn mã hăng ngang chống
giác định chiến trên nội loạn cương. Văn sơ dâng lên thiên nơi, văn sơ dâng lên quan vì tấu đôi chép biên dành dành về cho ý đi trang sinh. Chắc dáng anh đi trước là bảo hộ gia đình.
sau là tu chóc hết tà dinh ven này ra oai trần thì biết tay văn sơ dâng lên thiên này văn sơ dâng lên quan tuần tấu đơn chép biến dành dành phê cho đi đi trang sinh nhị từ trang sinh phê cho nhị từ trang sinh chữ phú chữ quý khang linh thọ triệt phê cho dũng mạnh đối đường dấu
anh đi. Ai đã về qua bên sông Chanh, còn những người tráng sĩ tài danh thiệt đã vỡ. Con mãi còn nề ghi một nguyện tích thường công đức, cúi xin ông ban phúc hà sanh, xin ông mở được hải hà đổ cho non nước nhà nhà hưng long. Hai con thuyền giữ lòng trong sáng, xa hối ông chẳng ra tương xài, mong ông hà bút hoa khai cho dân Nam Việt biển biệt tại vi đường. Bác con nguyện đèn hương dâng tiến, cúi xin đồng thương đến đồng sang, đông mở được hải hà độ ai cũng được mặt hoàng gia thường. Đôi con nguyện một lòng chỉ kính, xin lễ ý chẳng tình với ai, xin ông giáng phúc trừ tài cho con việc chính lòng tài công danh. Năm con nguyện chúng thầy tứ phổ, chức hội đồng văn võ báo quan, cắn cao mở phổ tôn nhang, khi làm tôi thấy thì chẳng tham giàu nghèo. Sau con nguyện điền theo thờ tiên giáo, ông khai tâm nghĩ hồng đạo muôn linh, khai cho đường trí thông minh, khai cho sống nhất đường tình điền tư. Nhập nỗi chiến thắng đổ cho đệ tử được vinh hoa đời đời, cho tôi đại trở ra đi cưới tướng lạnh hồ lên chỗ thuộc ngang thiên địa. Người cùng đồng tình con vua cha bắt đại động đình đào tiết quan điều thức
thành ra người tung ông Triệu là văn vua thứ hai bày vua lên thức thổ bạn cái ở trong chỉ hiểu thành ra người tung đến dòng ông mai ghé đến dòng sơn hòn thành ra người tung trên ngàn sông ban châu đầy nhị trên ngàn đông cung tuần quan trổ dốc đến ngày hôm nay ở trên ngàn gió quấn rung cây
sống nhé. Nên cũng tóc thông hoa tiếp trình anh nhạt hát khúc ca văn đừng gắt gần tương thời trò lại dẫn về đây. Đúng gương hồ dễ cành cây vẹn dừ, đúng gương hồ dễ cành cây vẹn dừ. Quang miên chữ đàn xiên đám tích đang cung giảm kim phục hoàng thân cận thánh đế thiên chủ thượng thắng ngang hải à. Soi tỏ xin ơn một bầu son sắc tốt tươi rực rỡ nên trên ngàn năm cỏ nhiều hoa châu nhì bơm đưa vào ra sớm chiều. Lên cửa mẫu con được xin chính dầu, cứ dầu chỉ đi mới dâng lên. Đi đi con cắt nặng giữ cao, cắt đào áo thắt về đây con trình về. Nay khăn đào ao thóm chỉ đêm ý à. Đi đi con có tâm dầu gì, trước trình Phật Thánh sau con trình của cha. Dầu gì đi tứ phủ châu bà ý à. Quỳ ngọc đề đa thăm đầy, chúc ban cho tiền tốt của dày. Thank you.
cưới Nghệ An. Dẫu chỉ nên thập nhị tiên nào Nghệ An. Con cơ xin chính dòng hồ, cơ giàu chính đi mới dòng nền. Ý à, nhà nghe. Đi từ con có mắm dầu gì, trước trình Phật Thánh sau con gì buồn xa. Dầu chỉ đi tác giá tác hòa. Đang đi về bà.
cánh muôn mồi người đầy hoa. Ước thức theo nhịp sống hai tay muôn mồi người đầy cho các ghế đời đời giàu sang. Lòng ai trầu mới bắn ra bốn phương ấy họp đi đám cho lắm về đây gặp nhiều, ban cho đồng dài nhất sang tiêu, bầu lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, đồng con nhang khói phượng thờ, 30 mùng một ngày 14 luôn rằm, 30 đồng hồ hôn dân mười đứa. Như trăng rằm tháng tám, như là ánh sao mai. Chờ
cao, sông cao càng cao, sông cao người đi xuống đèo, đèo đi biển chợt trường, về đây trên đỉnh đi chưa, đánh bố cực là đèo, nhìn xem xinh đẹp tươi, ý nó mơ sao nó
khuyên các ai tâm thập lục ngàn chỗ chỉ thầm khẽ suối một bầu tiêu sao dòng trời ngàn quế ngàn đào ý.